quý vị đang thưởng thức phiên bản hình ảnh chất lượng 4K. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi tin tức của tuổi trẻ yêu nước quốc nội. Sự. Mỗi ngày cứ mỗi người Việt Nam trong số 50 triệu người tiết kiệm không tiêu xài 20.000 đồng thì sẽ bị hụt 1.000 tỷ đồng trong thị trường tiêu dùng. Đây chỉ là một khía cạnh nhỏ, chưa kể đến những tác động dây chuyền khác. Bức tuân dân sự là cách đánh gục chế độ tồi tàn và ác độc một cách an toàn và dễ dàng nhất. Không mua vé số, giảm tối đa thuốc lá, rượu bia vì tiền thuế và phí khủng khiếp với lượng tiêu thụ. Không mua những thứ đắt tiền, xe cộ, máy móc, hàng mỹ phẩm, hàng trang sức vì đây là những thứ hút thuế khủng khiếp. Không mua sách báo lề đảng. Không xem truyền hình vì đây là công cụ tuyên truyền và bán quảng cáo. Không mua vé tham dự các loại show diễn thời trang, ca nhạc, hoa hậu vì nhảm nhí và tốn tiền. Tránh chạy xe khi nào có thể mà chỉ di chuyển bằng xe đạp hoặc xe bus. Đóng cửa. Không mua bán hàng Trung Quốc bằng mọi giá, nghỉ làm công nhân về quê sinh sống để tránh thức ăn độc hại và bị bóc lột. Nông dân không canh tác nhiều và rộng nữa để tránh vướng nợ vì bán không được, không có tiền trả cho ngân hàng. Gia đình nếu có thể dạy cho con cháu thì không gửi con cháu đến trường nữa, tự trồng rau sạch và mở rộng kết nối mua bán thực phẩm sạch trong và ngoài nội thành. Còn người Việt Nam hải ngoại thì không gửi tiền về giúp nghèo mà chỉ giúp ngặt khi tuyệt đối cần. Không về Việt Nam ăn chơi, tiêu xài. Không hợp tác với các tổ chức kinh tài của Cộng sản. Bức tuân dân sự. Lại một ngày nữa chúng ta được gặp nhau qua lăng kính thiệt tình Việt Nam. Một lần nữa, chú Vũ Anh Bình mến chào quý cô chú bác anh chị từ quốc nội ra tới hải ngoại đang song hành cùng bản tin tuổi trẻ yêu nước News ngày 11 tây tháng 8 2019. Một sức khỏe dồi dào và một tinh thần cán thiện để cho quý vị cùng đồng hành và nhịp bước với dân tộc Việt Nam mình. Với một chai nước uống và một chai bột cà phê sữa pha sẵn để đây thì chỉ cần 3 giây không thôi, những anh em tù nhân lương tâm cũng như là trước đây Bình đã tự cho Bình có được một chức tước là đế vương ở trong chốn ngục tù. Ba giây không thôi quý vị. Như vậy là với một cái ly nhựa để đá, chúng ta có thể đổ ra và thưởng thức như là một đế vương ở chốn ngục tù. Vâng, một lần nữa thì Trần Vũ Anh Bình mến chào quý cô chú bác anh chị đang đến với tuổi trẻ yêu nước News. Nói cho sữa xanh luôn dâng trào, cho cháu con luôn tự hào trái tim Việt Nam. Vâng, thưa quý cô chú bác anh chị, thật sự mà nói, người dân Việt Nam đang làm một cái bia đỡ đạn cho nhà cầm quyền cộng sản. Chính vì thế mà những ai được họ đưa ra làm cái bia đỡ đạn về vụ án chính trị thì chắc chắn rằng đó là sự vinh hoa cho cá nhân và ngay cả bản thân gia đình của họ. Nhưng còn đó là một nỗi nhục nếu như bị làm một cái bia đỡ đạn cho vụ án hình sự thì chắc chắn rằng ngay cả gia đình của họ cũng bị vạ lây. Chính vì thế mà bản tin đầu ngày Trương Vũ Anh Bình mới mời quý cô chú bác anh chị đi qua tác giả Huy Thông với bài viết mang tựa đề Bia đỡ đạn. Xin mời quý vị. Bia đỡ đạn, bài viết của nhà báo Nguyễn Thông. Những ai làm báo quốc doanh ở xứ này mà không phải chỉ nghề báo, hầu như cơ quan nào cũng thế, đều thừa hiểu. Trong cơ quan, quyền to nhất là sếp tổng, sau đó tới các phó sếp, chứ đám sĩ quan lâu nhau chả là cái đinh gì. Nếu thành công, thắng lợi được khen thưởng, các sếp chia nhau đủ mâm bát đã, sau đó mới nhớ tới cấp dưới. Nếu thất bại, tai tiếng, đối diện pháp luật thì thằng dưới đứng ra chịu trước, các sếp còn bận lặng. Có khi lặng một hơi, mất tâm, mất tích.
tích, cơ quan pháp luật cũng lờ đi, sợ rút dây động rừng. Thằng trong đống rơm có thể khai ra thằng trốn tiết giữa đống rơm, xấu mặt cán bộ nhà nước. Kiểu xử lý như trên, dân gian đúc kết là xẻng cuốc từ dưới lên, đường sữa từ trên xuống, cứ theo nguyên tắc đó mà phân phối. Kể từ khi chấm dứt ách cai trị của người Pháp, nhà cầm quyền mới đã áp dụng triệt để nguyên tắc này, cấm cãi. Đó là đặc trưng đặc sản của bộ máy cai trị cộng sản. Cứ túm thằng trọc đầu, không túm thằng có tóc, phù thịnh chứ không phù suy. Bên thằng có chức quyền, có hậu phương, có tiền và dứt khoát không nương tay với đứa thất thế. Điều đó thấy rõ qua việc khởi tố định tội Trương Duy Nhất. Cơ quan điều tra và kiểm sát cho Nhất tội lừa dối cấp trên, lợi dụng chức quyền tự ý bán trụ sở cơ quan ở Đà Nẵng cho Vũ Nhôm. Nhất lần này sẽ phải đi tù muốt mùa, còn các sếp vẫn bình chân như vậy, trong sạch vững mạnh. Ông bạn tôi là một người trong cuộc báo đại đoàn kết, bảo rằng chúng nó cốt trị thằng Nhất thôi, chứ chúng thừa biết thằng Nhất làm chó gì có quyền mà bán với không bán. Mà can tội lợi dụng chức quyền, ai tin là thằng Nhất tự ý bán được trụ sở cơ quan, chỉ có từ khùng trở lên. Thế mà công an và viện kiểm sát lại tin và ép người khác phải tin. Tội phải từ đám sếp tổng, nhất là Lê Quang Trang, Đinh Đức Lập, nhất là Đinh Đức Lập và quan thầy của Lập. Pháp luật lấy thằng Nhất làm bia đỡ đạn cho bọn này chỉ tổ gây trò cười, diễn hài rẻ tiền. Không tin, cứ hỏi đầy cán bộ, phóng viên của báo Đại Đoàn Kết thì rõ ngay. Họ từng tố cáo vụ bán nhà công sở ở Đà Nẵng gần chục năm nay rồi. Có ông bà công an, kiểm sát nào thèm lắng tai nghe đâu. Bản thân Trương Duy Nhất tôi cho cũng là cười khẩy vào trò diễn nhố nhăn này. Tái phím, tôi biên gọi anh Nhất là thằng bởi tôn trọng lời người phát ngôn, chứ Trương Duy Nhất còn tử tế hơn ối kẻ tự xưng tử tế. Vâng, thưa quý cô chú bác anh chị, sự việc xảy ra mới cách đây 2 ngày thôi. Đó là cái chết oan ức của một sinh viên thuộc trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Thực sự mà nói, sau khi sự việc xảy ra thì ban giám hiệu nhà trường lại cố bưng bít thông tin, cố ém nhẹm thông tin. Thì thực sự đây là một điều đáng buồn cho những ai đang đứng trên bục để rao giảng đạo đức đối với những thế hệ tương lai sau này. Thì đây là một cái dấu chấm hỏi cũng như là một cái nhức nhối của tác giả nhà báo Đàm Ngọc Tuyên. Một lần nữa, Trường Vũ Anh Bình mến mời quý cô chú bác anh chị đến với sự phân tích của nhà báo Đàm Ngọc Tuyên qua bài viết của anh về sự việc này. Cách hành xử thiếu giáo dục của ban giám hiệu trường Đại học Hutech trước 2 cái chết của sinh viên xảy ra tại trường. Bài viết của tác giả Facebooker Đàm Ngọc Tuyên. Tin cho hay, chiều ngày 8 tháng 8 2019, đại diện công an phường 25 cho biết đang phối hợp với công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc một nam sinh tử vong trong sân trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Hutech, đường D2, quận Bình Thạnh. Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, nhiều sinh viên hốt hoảng khi phát hiện một nam sinh rơi từ trên lầu cao xuống đất, phát hiện ra tiếng động lớn. Giáo viên và sinh viên của trường đến kiểm tra thì phát hiện nam sinh này đã tử vong. Danh tánh cùng thông tin cá nhân của nam sinh chưa được công bố, cũng như nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của nam sinh. Có nhiều câu hỏi mà dư luận đặt ra xung quanh vụ án mạng đau lòng này. Có người ám hại, đùa giỡn té ngã, vô ý tự ngã hay tự tử. Rồi dư luận lại thiên về ý kiến có sự khuất tức đằng sau cái chết của nam sinh. Dư luận xã hội nghi vấn và thiên kiến như vậy hoàn toàn không phải là không có lý do riêng của nó. Bởi vì chỉ chưa đầy 10 tháng ở trường Đại học Hutech này đã xảy ra 2 trường hợp sinh viên tử vong đột ngột không vì bệnh tật. Đặc biệt là cách hành xử kỳ lạ, rất thiếu giáo dục của ban giám hiệu nhà trường. Trong cả 2 trường hợp này, khi sự việc đáng tiếc xảy ra, phía nhà trường đã ngay lập tức đóng cửa phong tỏa thông tin, đồng thời còn vi phạm pháp luật khi họ còn kiểm tra điện thoại của sinh viên, yêu cầu xóa từng hình ảnh mà các sinh viên đã ghi lại sự vụ. Nói cách khác, cả 2 lần sinh viên bị đột tử ở trong trường thì ban giám hiệu trường Hutech muốn bưng bít thông tin, tìm kiếm sự có lợi nhất trên mọi phương diện. Trước cái chết của sinh viên, hoặc nếu có gọi đây là hành động ban giám hiệu cố ý xóa dấu vết cũng không sai bao nhiêu so với bản chất câu chuyện, nên lưu ý cho đây là trường học, là môi trường sư phạm, cho nên 2 tiêu chí trung thực và nhân văn luôn phải đặt lên hàng đầu. Gần 10 tháng trước, vào chiều ngày 17 tháng 10 năm 2018, em Nguyễn Thành Long, sinh năm 1988, một sinh viên ngành kỹ thuật môi trường của trường Đại học Hutech, khi đang đứng chờ thang máy của trường và chết, gom hết sự khôi hài của nhân loại lại, cũng không cười nổi vì khó tin rằng đứng đợi thang máy
mà Thành đợi chết vì mảng bê tông rơi trúng đầu từ tầng 14 của công trình cấp quốc gia vừa xây dựng xong, được nghiệm thu, đưa vào sử dụng không lâu trước đó. Nhưng xã hội này, mọi giá trị đạo đức xã hội đều bị đảo lộn thì điều gì cũng có thể xảy ra. Mẹ của em Long đã khóc quỵ với câu hỏi sao con tôi đi học mà cũng chết. Khi gia đình nhận được hung tin, cô Màu, mẹ của em Long, đã cho truyền thông biết khi tai nạn mới xảy ra, phía nhà trường cùng cơ quan điều tra đều cố gắng cho rằng em Long u buồn trong cuộc sống riêng nên mới nghỉ quẩn và tự tử. Chỉ đến khi xem lại CCTV, chính xác là khi không thể thay đổi nguyên nhân cái chết của em Long thì phía cơ quan điều tra và nhà trường mới khẳng định nam sinh hút tech này gặp nạn do mảng bê tông từ trên cao lầu 14 rơi trúng. Em Long đã đau đớn những cái chết từ trên trời rơi xuống, vô cùng tức tử như vậy đấy. Thủ phạm giết hại em Long không phải là vật vô tri, không phải là một mảng bê tông rơi từ tầng thứ 14 của trường xuống trúng đầu em, mà kẻ thủ ác thực sự là lòng người, là những con người trong bộ máy quản lý kể cả thu tiền ở ngôi trường này. Thời điểm lúc bấy giờ, trên trang cộng đồng của sinh viên HUTECH có rất nhiều cảm nhận tỏ rõ sự phẫn uất, lo lắng, hoang mang, hoảng sợ của các em sinh viên khi trường học giờ thành cái bẫy. Nhiều em còn đề xuất hãy đội nón bảo hiểm ngồi học, cười ra nước mắt. Còn phía phụ huynh thì ý kiến, chúng tôi cho con đi học phải đóng tiền mà đóng rất cao để hy vọng tương lai con em mình nhận được điều tốt đẹp. Nhưng cuối cùng con mình chết đột tử và gia đình được nhận về một vòng hoa tang từ tấm lòng nhà trường. Vậy chúng tôi đóng tiền cho con đi học hay là đi mua cái chết? Sau cái chết của nam sinh viên Long, cho đến hôm nay vẫn hoàn toàn không nghe bất kỳ ai, bất kỳ cá nhân hay tổ chức, phòng ban nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc. Nhận trách nhiệm còn không có thì làm sao có chuyện nhận hình phạt, sự chế tài của pháp luật nếu có về tội ác gián tiếp mà ban giám hiệu trường này gây ra liên đới dẫn đến cái chết của em Long. Tất nhiên họ, những hình hài con người ấy vẫn nghiễm nhiên hàng ngày rao giảng đạo đức, vẫn đào mạo dưới hình hài giáo sư, tiến sĩ, và quan thiết với họ là vẫn thu được tiền phí khi rao giảng đối với sinh viên theo học từ họ. Hầu hết tiền phí này là của phụ huynh. Hôm qua lại xảy ra thêm một nam sinh khác đột tử rơi từ trên cao xuống trong khuôn viên nhà trường, nhưng ban giám hiệu trường lại tiếp chọn lựa bưng bít thông tin. Với cách hành xử thiếu giáo dục đến mức kỳ lạ này của ban giám hiệu nhà trường, càng khiến cho dư luận tin rằng chắc hẳn có khuất tức trong trường hợp nam sinh bị rơi từ lầu xuống đất này. Những hình hài con người ấy, nhân danh giáo dục để làm giáo dục mà tự thân họ lại chẳng có một tí giáo dục, văn hóa con người nào cả. Mái trường xã hội chủ nghĩa là đây chứ đâu. Tác giả, nhà báo Đàm Ngọc Tuyên. Vâng, thưa quý cô chú bác anh chị, khi chúng ta nhìn về hiện tình đất nước này cất tiến lên phản biện xã hội thì chắc chắn chúng ta sẽ được nhà cầm quyền cộng sản gắn lên cái nhãn thành phần phản động. Vì thế mà những ai đã được nhà cầm quyền cộng sản tác động lên họ bằng những cái án tù thì thực sự mà nói xung quanh họ cũng được nhà cầm quyền bao bọc lấy những cái bài viết để bôi nhọ cuộc đời của họ. Vì thế mà có những người phản biện xã hội bằng những cái ngòi bút của mình, bằng cách này hay cách khác, để mà trưng ra cái sự thật, hình ảnh một cái người cất tiếng lên cho xã hội được công bằng và tốt đẹp hơn khi bị nhà cầm quyền cộng sản đặt để những cái án tù bất công. Thì một lần nữa, những cái lời nói này dù nó nằm trong một cái góc nhỏ nhưng cái sức mạnh nó rất là tiềm tàng đối với quốc tế. Chính vì thế, một lần nữa xin mời quý cô chú bác anh chị đến với tác giả, nhà báo Trương Châu Hữu Danh qua bài viết của anh với nhan đề Tự Bạch. Một lần nữa là những lời tự sự của chính nhà báo Trương Châu Hữu Danh đối với người bạn của anh đang hưởng 30 tháng tù giam từ phía nhà cầm quyền cộng sản. Đó là tù nhân lương tâm Hà Văn Nam. Tự bạch của nhà báo Trương Châu Hữu Danh về Hà Văn Nam, người đấu tranh chống bốt bẩn bị bắt. Quen Hà Văn Nam, tôi chỉ biết anh ấy bằng tuổi con gà với tôi. Huệ Như và Phương Ngô, tôi biết Nam là một trung niên hay làm chuyện bao đồng, cứ vài tháng lại gom một xe bánh kẹo, quần áo, nhu yếu phẩm, đi biếu bà con nghèo cho trẻ vùng cao, không ăn nhậu, chẳng cà phê. Gã trung niên Hà Văn Nam cứ đúng 3 tháng một lần đi hút máu mình ra để hiến máu cứu người. Nam có một trí nhớ và chỉ số IQ ở dạng cao dị thường. Hôm Nam vào chất vấn bốt An Sương,
Tôi ngủ cùng phòng với Nam. 3 giờ sáng tôi thức dậy, vẫn thấy Nam đang đọc mớ tài liệu dày cộm. Tay Nam cầm cây bút cộng trừ nhân chia để tính toán con số mà bốt bẩn này thu. Đọc tới gần sáng, Nam vào luôn Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh truy lãnh đạo sở. Tội nghiệp anh Tám, phó giám đốc sở và cả dàn tham mưu ngồi ú ớ không trả lời được câu nào cho ra hồn. Bí thế, anh Tám hẹn sẽ trả lời sau. Chống bót bẩn, bị nó đánh đến mà gãy mấy cái xương sườn, dập cả nội tạng, gã vẫn cười như Liên Xô trúng mùa, đất sợ thằng xã hội đen nào. Nam vô tội, bị xã hội đen đánh, rồi xã hội đỏ tống vào tù. Nay nhờ có các đồng nghiệp bút nô, tôi mới biết cái thằng bạn đồng niên này thủ khoa 30 trên 30 cả hai trường đại học. Các bạn bút nô nói Nam trượt dốc trở thành tội phạm, rồi Nam cố gắng cải tạo để trở về. Bạn bút nô à, nhân cách của bạn chưa chắc đã bằng con chó nhà Nam nuôi. Các bạn có thể ngậm miệng để chủ quẳng cho cục xương, nhưng xin đừng ngậm máu phun vào những người khác như thế. Chúc các bạn ngủ ngon. Vâng, thưa quý cô chú bác anh chị, cũng là một cái góc độ chính trị thì chắc chắn rằng trong mỗi bản thân con người của chúng ta, ai nấy cũng đã thể hiện một lần trong đời để nói lên cái lòng yêu nước của mình. Chính vì vậy mà khi thể hiện được rồi thì nhà cầm quyền cộng sản lại đưa cho chúng ta những cái biên bản phạt hành chánh, thì đây là một cái điều chớ trêu thay khi mà chúng ta lại nhận được cái ràng buộc từ phía nhà cầm quyền, để rồi tác giả nhà báo Phạm Minh Vũ lại thốt lên tự lòng mình theo cái cách nhìn và phân tích của anh qua cái ngòi bút. Một lần nữa, Trường Vũ Anh Bình mến mời quý cô chú bác anh chị đến với bài viết Mặc Cả Lòng Yêu Nước của nhà báo Phạm Minh Vũ. Khi lòng yêu nước bị mặc cả, bài viết của tác giả nhà báo Phạm Minh Vũ. Đây là chị Lê Thị Thanh Thúy, là một công nhân, là người sống được bạn bè mọi người xung quanh yêu mến, kính phục vì nhiệt tình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Mặc dù bản thân chị cũng không khá giả gì, chị là một người lương thiện, sống có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội. Trước tình hình Biển Đông đang diễn biến phức tạp, Trung Quốc xâm chiếm bãi tư chính của Việt Nam từ ngày 3 Tây tháng 7, hơn một tháng chiếm đóng chưa có dấu hiệu rút quân, cũng như sự nhu nhược của thể chế chính trị độc tài của Việt Nam không có một phản ứng cứng rắn quyết liệt nào. Ngày 4 Tây tháng 8, nghe tin Trung Quốc kéo tới bao vây bãi tư chính hơn 80 tàu quân sự, lòng yêu nước trong chị dâng trào. Bằng khả năng của chị, vào chiều mùng 5 tháng 8 vừa qua, chị cùng thêm 3 người khác đã đến khu công nghiệp Tân Tạo ở Sài Gòn, tự viết lên tấm bìa cắt thon những dòng chữ đầy nhiệt huyết yêu nước này để mong thông điệp đến nhiều người dân thờ ơ, cùng chung tay bảo vệ tổ quốc. Việc làm ý nghĩa đó, bản thân tôi vô cùng cảm động và mến phục chị hơn. Qua một ngày, chị bị công an phường Tân Tạo mời lên đồn, tra khảo và đe dọa bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, mục đích là truy xét coi động cơ nào đứng sau và ép chị lo làm ăn đi, đừng quan tâm tới chủ quyền đất nước xã hội nữa. Khi biết chị tự phát không đe dọa được thì công an phường Tân Tạo ra chiêu trò như thường áp dụng là đánh vào kinh tế. Công an phường Tân Tạo làm việc tới 22 giờ đêm ngày 6 và ra quyết định xử phạt 750.000 đồng vì chị dám đứng lên đòi chủ quyền. Số tiền tuy không lớn nhưng thực chất đó là sự mặc cả của một chế độ độc tài với lòng yêu nước của người dân. Chỉ vì lo lắng cho vận mệnh đất nước đang lâm nguy, chị biết sẽ nguy hiểm nhưng vẫn hành động. Ác thay, hệ thống công an mật vụ ngày đêm chỉ tìm cách đàn áp tiếng nói bảo vệ tổ quốc. Sự việc mặc cả lòng yêu nước đó chỉ cho thấy thêm sự đốn mặt của một thể chế tay sai chỉ phục vụ cho sự nghiệp xâm lược của Trung Quốc với chủ quyền Việt Nam, chứ không hề đứng về phía nhân dân và quốc gia Việt Nam. Vâng, thưa quý cô chú bác anh chị, mấy ngày gần đây thì chúng ta đã thấy được là trên truyền thông của báo Lề Đảng đăng tải những cái hình ảnh ngập lụt Cà Mau, Đà Lạt, và nhất là Đà Lạt đấy. Đây là nơi cao của Việt Nam, vậy mà vẫn có ngập lụt thì sợ luôn. Chính vì thế mà trong cái cuộc sống của chúng ta, bây giờ chúng ta đã thấy được cái nhiên tai nó như thế nào khi mà hiểm họa đang giáng xuống từng gia đình trên Việt Nam này. Thì thực sự mà nói, đây là một nỗi khổ của dân tộc của chúng ta. Vì thế, một lần nữa,
Tác giả Huy Anh đã thổn thức lên cái nỗi lòng của mình là con dân Việt Nam khi nhìn về hiện tình đất nước qua các bài viết của anh. Một lần nữa, Trần Vũ Anh Bình mến mời quý cô chú bác anh chị đến cùng với nỗi lòng tác giả nhà báo Huy Anh. Nếu nghe tiếng dân thì chuyện đã khác. Từ Facebook Huy Anh, mấy hôm nay người già ở Phú Quốc, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột hoảng kinh với sự ngập lụt khủng khiếp bởi trời mưa lớn. Họ không cho đó là hiện tượng thiên nhiên mà chửi thẳng mấy thằng cái đầu quy hoạch chỉ biết ăn đất ăn tiền, còn hệ lụy thì toàn xã hội phải gánh chịu. Từ một hòn đảo có sông có suối gần biển, nước thoát dễ dàng sao có thể bị ngập lụt, trong khi hàng ngàn năm qua chưa bao giờ có hay như phố núi Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Pleiku trên cao như vậy. Nhưng bê tông hóa phá nát cây xanh, phá trọc đồi núi thì sao không gây ngập lụt cho được. Đây rõ là tác hại của quy hoạch tham lam vô tội vạ, phá rừng ngăn dòng tự nhiên ồ ạt, bê tông hóa không tính toán làm phá vỡ cảnh quan và hệ trọng nhất là bóp cổ thiên nhiên không có chỗ thở. Ngập lụt không còn là đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội nữa, nó đã và đang sẽ trở thành đặc sản của quốc gia bởi thể hiện diện khắp 63 tỉnh thành phố. Theo đại bộ phận dân chúng, nếu lãnh đạo mà có lắng nghe một chút phản ảnh của dân thì sự việc sẽ khác. Họ cứ làm dân thư kiện thì mặc kệ, vì toàn đồng chí không học chung, cái này thì học chung cái khác, ít ra cũng học chung nghị quyết của đảng. Do vậy, sự việc cứ dai dẳng diễn ra theo chiều hướng ngày càng xấu đi. Đất đai là của dân, nhưng chủ sở hữu lại là nhà nước. Chính vì vậy, cán bộ đã lợi dụng ban hành chính sách tổ chức thực hiện theo doanh nghiệp, gây hệ lụy bao nỗi dân oan bị mất đất, mất nhà, tan tác gia đình mà đến nay vẫn cứ kéo dài triền miên. Lâu nay, ai cũng thấy rõ quá trình thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, triển khai dự án, những quy định của pháp luật, hành vi của các cấp chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước và một bộ phận công chức, viên chức nhà đầu tư. Hầu hết chưa bao giờ coi trọng đúng mức đến quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân. Quá nhiều ý kiến có lý, có tình của người dân, nhưng không được các cấp chính quyền chủ động quan tâm dẫn đến oan sai, bất hợp lý, gây bức xúc trong nhân dân, tác động xấu đến quá trình phát triển kinh tế xã hội và cuộc sống của người dân trong vùng quy hoạch một số vụ án. Cả nước hiện có 1.390 dự án điều chỉnh quy hoạch từ 1 đến 6 lần, có dự án tới 9 lần. Dự án 8B Lê Trực, Ba Đình, Hà Nội là trường hợp điển hình của việc điều chỉnh quy hoạch theo đề xuất của chủ đầu tư, gây hệ lụy lớn về hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, ảnh hưởng đến lợi ích người dân. Các địa phương chủ đầu tư cấu kết với lãnh đạo để lấy đất của người dân dưới chiêu bài phát triển kinh tế, nhưng thực tế là phân lô xây cao ốc làm giàu cho một nhóm người. Nhưng hệ lụy thì toàn xã hội gánh chịu, tiếc rằng thành phần này thì nhiều vô kể, còn quan chức thì cùng lắm là bị khiển trách hoặc cảnh cáo để làm hết nhiệm kỳ, phía người dân thì cứ ca tháng ngày càng dài thêm nỗi oan, đến nỗi bất bằng phải dậy sóng như hiện nay. Vâng, trung tâm khuấy động lòng yêu nước xin mời quý cô chú bác anh chị đồng hành với thời lượng quảng cáo. Cà phê quyện với hương vị mật ong, đó là nét riêng của Like Cà Phê. Xin hân hạnh được phục vụ quý anh chị từ quốc nội đến hải ngoại. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Like Nguyễn. Chàng là một nghệ sĩ hát rong thích chụp hình up lên Facebook Live. Nàng là một phụ nữ thuần túy Việt chuyên buôn bán cam hữu cơ. Quý vị hãy nhanh tay kết nối với đôi vợ chồng trẻ Hồ Thị Kim Ninh và Phạm Quốc Bảo để có được những ly cam bổ sung đề kháng và các khoáng chất cho cơ thể. Thực phẩm Việt mang hương vị ba miền từ Facebooker Nguyễn Hoàng Vi là địa chỉ không thể thiếu của mỗi gia đình chúng ta. Khi quý vị cần có một bữa ăn hợp khẩu vị và vừa túi tiền, xin liên hệ ngay với Facebooker Nguyễn Hoàng Vi. Mùa trung thu đã về là lúc chúng ta thấy được lời yêu thương, lòng chia sẻ nơi tình lớn ái được lan tỏa. Kính mong quý vị kết nối với Facebooker Phạm Uyên và luật sư Nguyễn Văn Miến để chúng ta tận hưởng niềm hạnh phúc cùng gia đình và bạn bè khắp mọi nơi. Quỳnh Như Bakery xin hân hạnh giới thiệu với quý vị các loại bánh tây luôn có mặt trong những buổi tiệc liên hoan sinh nhật họp mặt bạn bè và gia đình. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Đinh Quỳnh Như để quý vị có được những sản phẩm thật ân ý và hợp túi tiền. Hải sản biển sạch tươi ngon từ cô tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng. Quý vị hãy nhấc máy kết nối với chị để có được một bữa ăn với gia đình hợp túi tiền và tốt cho sức khỏe.
Chill Cafe Book Garden và Chill Homestay là một địa chỉ để bạn lưu lại khoảnh khắc với bạn bè mình. Các bạn hãy đến tham quan để tận hưởng sự phục vụ từ Chill Coffee. Với hương vị đậm chất vùng miền cao nguyên, cà phê Robusta Amarin sẽ dẫn bạn đến với sự đam mê trong cuộc sống. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Huỳnh Thục Vi. Fresh Bakery, em ngọt ngào, là loại bánh đậm đà chất lượng cũng như hương vị. Xin quý vị liên hệ với Facebooker Huỳnh Phương Ngọc để có được những sản phẩm thực ân ý và hợp vệ sinh. Những món ăn dân dã đặc sản vùng miền Tây Nam Bộ từ cô Nguyễn Thị Kim Liên đã có mặt từ quốc nội ra tới hải ngoại. Xin quý vị đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với cô để có được những sản phẩm đặc sản vùng miền và thực hợp vệ sinh. Nếu các bạn muốn quảng cáo sản phẩm của mình với chi phí không đồng, đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hộp thư bản tin tuổi trẻ yêu nước a@protonmail.com. Vâng, trở lại bản tin ngày hôm nay thì một lần nữa Trường Vũ Anh Bình mến mời quý cô chú bác anh chị đi qua trang kênh trithức.vn.net để nghe những cái nỗi lòng của người dân đại lục Trung Quốc khi họ hướng lòng về người dân Hồng Kông đang biểu tình như thế nào. Một lần nữa, xin mời quý cô chú bác anh chị. Theo trithức.vn.net, cư dân mạng đại lục vượt tường ủng hộ người dân Hồng Kông. Phong trào phản đối dự luật dẫn độ của người dân Hồng Kông vẫn đang tiếp diễn, không chỉ gây được sự quan tâm mạnh mẽ của xã hội quốc tế mà hiện nay còn đang lan sang cả đại lục. Mới đây trên mạng xã hội của đại lục cũng thể hiện sức vượt tường để ủng hộ Hồng Kông chống lại dự luật dẫn độ. Có rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc ủng hộ Hồng Kông phản đối dự luật dẫn độ, bất kể việc bị kiểm soát trên mạng. Họ chụp lại hình ảnh hộ chiếu và chứng minh thư của mình, có che số chứng minh và họ tên. Sau đó, viết những lời cổ vũ và chia sẻ lên mạng nhằm bày tỏ sự ủng hộ và quan tâm đối với người Hồng Kông. Tin tức này đã truyền ra nước ngoài. Các cư dân mạng liên tục bày tỏ những người dũng cảm cố lên. Đây mới là sự suy nghĩ thực sự của người dân đại lục. Người Hồng Kông cố lên, Hồng Kông không có cô độc. Và cũng có người cho hay thật lo cho sự an toàn của họ quá. Cư dân mạng Hồng Kông cũng bày tỏ sự biết ơn đến cộng đồng mạng đại lục. Đại lục không giống với Hồng Kông, các bạn rất dũng cảm. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, thực sự là rất có lòng. Vâng, thưa quý cô chú bác anh chị, làm chính trị là làm như thế nào ạ? Có thể rằng là chúng ta có những cái nhận xét nó thực sự là khác nhau. Thì một lần nữa, Trường Vũ Anh Bình mới mời quý cô chú bác anh chị đến với cái sự phân tích, cái tầm nhìn của một người làm chính trị, đó là cựu tù nhân lương tâm luật sư Lê Quốc Quân, khi anh đã phân tích được cái bước chân kế tiếp của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam như thế nào khi diễn ra ở bài tư chính. Xin mời quý vị đến với bản tin Tuổi Trẻ Yêu Nước News. Bài viết từ ngày 27 tháng 7, 2019. Đang mất nước thật rồi. Việt Nam trao công hàm phản đối và ầm ĩ trong tuần qua chỉ là kịch bản. Khoảng 2 tuần nữa, tàu Trung Quốc sẽ rút và khi đó nhà nước vênh vang như là một thắng lợi lớn về ngoại giao. Xin thưa, khoảng đó là lúc tàu Cộng đã thu thập xong dữ liệu địa chứng. Cách thức tàu Cộng dùng sóng âm thanh để dò la các hình dạng mỏ dầu sau khi đã có đủ dữ liệu. Tôi tuyên đoán không quá, một năm nữa, bọn nó sẽ kéo tàu vào khai thác. Có thể 2-3 tàu và giàn khoan cực lớn. Khi đó, lòng dân đã ngán, còn Mỹ mà Cộng sản coi là kẻ thù lên tiếng. Một dự luật Biển Đông đang được soạn thảo, có thể được Hạ viện Mỹ thông qua. Chỉ tiếc rằng, Cộng sản Việt Nam vẫn ngăn cản những tiếng nói của xã hội dân sự gặp đoàn nghị sĩ Mỹ. Thế thì các ông tự mà biểu tình, tự mà vận động cho dự luật. Tôi xin hỏi một câu, liệu những thằng trong bộ chính trị đang bán nước bọn mày rồi có giữ nổi mồ mả cha ông không? Đó là bài viết khi Ngoại giao Việt Nam chưa trao công hàm cho Ngoại giao Trung Quốc tại Hà Nội. Và đúng là 2 tuần sau kể từ khi mình post bài dự báo, nhóm tàu xâm lược của tàu Cộng đã rút khỏi với một nguồn dữ liệu lớn đúng như kịch bản. Dự là trong vòng 1 năm nữa thôi, bọn nó sẽ kéo lại và sâu hơn, nhiều hơn với những tàu to hơn, thậm chí nhiều hơn một giàn khoan cỡ lớn để đào mỏ ngay trong nhà mình.
càng chần chừ khởi kiện để tìm kiếm công lý quốc tế, Việt Nam càng thua thiệt, càng đưa tin chống Mỹ và vu cáo các nhà bất đồng chính kiến, Việt Nam càng khó lòng có sự ủng hộ từ Hoa Kỳ. Bài viết của tác giả, luật sư, cựu tù nhân lương tâm Lê Quốc Quân. Có lẽ là 10 năm hoặc là 20 năm sau nữa thì Trần Vũ Anh Bình mới có thể gọi là đủ cái tư cách để mà chạm cái gót chân của luật sư Lê Quốc Quân. Chứ hiện tại bây giờ thì Bình vẫn còn đang tự sướng với cái nỗi lòng yêu nước của Bình qua cái trang kênh Tuổi Trẻ Yêu Nước News này. Vì những cái bản tin tiếp theo nữa là Bình vẫn đưa quý vị đến với bài tư chính từ trang kênh BBC News khi họ đã có những cái buổi làm việc với tiến sĩ Nguyễn Thành Trung. Một lần nữa thì Trường Vũ Anh Bình mến mời quý vị đi cùng bản tin. Theo BBC, Biển Đông nhiều khả năng Trung Quốc sẽ trở lại bài tư chính với giàn khoan. Bài viết của tác giả Mỹ Hằng. Việc Trung Quốc rút tàu Hải Dương Địa chất 8 khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam EEZ tại bãi tư chính hôm 7 tháng 8 làm dấy lên nhiều câu hỏi về động cơ đằng sau hành động này, kịch bản tiếp theo của Trung Quốc sẽ là gì và Việt Nam cần chuẩn bị ra sao để đối phó. Dữ liệu theo dõi cho thấy tàu khảo sát của Trung Quốc đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng ít nhất hai tàu hải cảnh của họ vẫn ở trong khu vực này. Ông Devin Thorn, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng C4ADS, nói với Reuters hôm 7 tháng 8, trích dẫn từ dữ liệu của công ty phân tích hàng hải Wingward. Từ đầu tháng 7, 2019, tàu của cơ quan khảo sát địa chất Trung Quốc đã tiến hành khảo sát các mỏ dầu ngoài khơi nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây căng thẳng giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Chính phủ Việt Nam đã chính thức lên tiếng phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu ra khỏi bãi tư chính, đồng thời đưa vụ việc ra quốc tế. Mới đây nhất là trong Thượng đỉnh Ngoại trưởng ASEAN 2019 tổ chức tại Thái Lan, BBC News tiếng Việt có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế SCIS có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 9 tháng 8 xung quanh việc rút lui của Hải Dương Địa chất 8, BBC. Theo ông, nguyên nhân nào khiến Trung Quốc rút tàu Hải Dương Địa chất 8 khỏi bãi tư chính sau một thời gian có mặt tại đây với lực lượng hùng hậu gồm các tàu hải giám và tàu dân quân biển? Có phải đó là do sức ép từ Việt Nam và quốc tế hay không? Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, với việc chỉ rút tàu Hải Dương Địa chất 8 nhưng vẫn để lại hai tàu hải giám ở lô 06-01 thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại bãi tư chính, tôi cho rằng đó là do Trung Quốc chưa hoàn tất công việc khảo sát của họ tại đây, nhưng có thể đã có được một số kết quả sơ bộ. Đây là lý do chính. Chứ tôi không cho rằng quốc tế có ảnh hưởng gì đến quyết định như thế này của Trung Quốc đâu. Ý tôi ở đây là tiếng nói của cộng đồng quốc tế không có ý nghĩa gì với Trung Quốc trong việc này. Tàu Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc rời bãi tư chính. Bãi tư chính đã đến lúc Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Bãi tư chính vận động ngoại giao là thế tự vệ tốt nhất cho Việt Nam. Nhìn vào bối cảnh hiện nay thì rõ. Cách đây mấy ngày, Trung Quốc đã lại tiếp tục quấy rầy Philippines trên Biển Đông. Tàu chiến Trung Quốc đi ngang qua eo biển Siputu ở vùng cực nam Philippines mà không báo trước và 113 tàu Trung Quốc kéo đến bao quanh đảo Thị Tứ vốn được Philippines gọi là đảo Pagasa, hiện đang do Philippines kiểm soát. Chứng tỏ Trung Quốc có thể triển khai nhiều mặt trận cùng lúc vừa với Malaysia, vừa với Việt Nam và vừa với Philippines mà không chịu sức ép nào. BBC. Ông dự đoán động thái tiếp theo của Trung Quốc sau động thái rút tàu Hải Dương Địa chất 8 khỏi bãi tư chính sẽ là gì và Việt Nam cần phải chuẩn bị gì để đối phó trong bối cảnh các lời tư vấn như cần tranh thủ, hỗ trợ của quốc tế đến nay dường như tỏ ra không mấy hiệu quả để Việt Nam kiềm chế Trung Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, hiện không thể khẳng định được chắc chắn Trung Quốc sẽ làm gì tiếp theo, nhưng tôi cho rằng nhiều khả năng Trung Quốc sẽ quay lại. Có thể không phải quay lại lô 0601 mà sẽ tới mỏ dầu khác mà Việt Nam đã khám phá ra. Lô 0601 liên quan đến các dự án dầu khí của Việt Nam với Nga và Ấn Độ là nơi Việt Nam khai thác đã lâu rồi. Nên bây giờ Trung Quốc có thể sẽ quay lại đó để một mặt quấy rầy hoạt động khai thác của Việt Nam làm ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam. Mặt khác, Trung Quốc biết chắc quanh lô này sẽ có các mỏ dầu khác mà Việt Nam đã tìm ra. Do đó, Trung Quốc cũng muốn xem xét các lô này hiện chưa rõ Trung Quốc có lấn tới khu vực cá voi xanh hay không, dù tại đây, Việt Nam đã có dự án khai thác mỏ khí với tập đoàn dầu khí của Mỹ là ExxonMobil.
nhưng tôi cho rằng rất có khả năng. Và nếu quay lại, Trung Quốc được dự đoán sẽ mang theo tàu như Hải Dương 981, nghĩa là sẽ trở lại với các giàn khoan di động, bởi vì Trung Quốc chắc chắn sẽ không từ bỏ tham vọng độc chiếm khu vực Biển Đông. Tôi cho rằng chính phủ Việt Nam phải mạnh mẽ hơn về vấn đề này, đặc biệt phải phối hợp với các cường quốc để cùng lên tiếng như Mỹ và ASEAN hoặc Liên minh châu Âu. Hiện tại, chính phủ Việt Nam có làm điều này, nhưng tôi cho rằng chưa thực sự mạnh mẽ. Các mối quan hệ của Việt Nam với các nước trên thế giới chủ yếu mới chỉ nằm trong giới hạn nâng cao nhận thức hàng hải. Ví dụ trong quan hệ với Mỹ, quan hệ hải quân giữa hai nước mới chỉ nằm ở khu vực ven bờ, giới hạn trong các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, mang tính trợ giúp, cứu giúp thiên tai. Do đó, Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác hải quân với Mỹ. Chẳng hạn, Mỹ có thể huấn luyện cho hải quân Việt Nam và Việt Nam có thể mua thêm tàu cảnh sát biển của Mỹ. Trước đó, Mỹ đã tặng cho Việt Nam một số tàu như vậy. Việt Nam cần có nhiều tàu hơn nữa. Tóm lại, Việt Nam phải thân Mỹ nhiều hơn. BBC có ý kiến cho rằng Việt Nam đã quá rụt rè trong vấn đề Biển Đông, đặc biệt trong việc có kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế hay không. Sự chậm trễ này có thể làm vụt mất các cơ hội của Việt Nam về mặt pháp lý đối với vấn đề Biển Đông. Ông có nhận định gì? Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung. Tôi thì thấy không có vấn đề gì với việc Việt Nam chưa kiện Trung Quốc, bởi vì theo tôi thì câu hỏi là sau đó là gì nếu kiện. Có một số học giả cho rằng nếu Việt Nam kiện Trung Quốc mà thắng thì sẽ làm các nhà đầu tư yên tâm khi họ đầu tư dầu khí ở Việt Nam. Nhưng tôi lại cho rằng kết quả phiên tòa không phải là điều quan trọng với các nhà đầu tư, mà cái quan trọng hơn với họ là liệu Việt Nam hay một quốc gia nào đó đứng sau có thể bảo trợ cho họ không bị quấy rầy bởi các tàu của Trung Quốc hay không. Chúng ta đã biết vụ việc Việt Nam phải ngưng hai dự án thăm dò dầu khí trên Biển Đông với tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha năm 2017 là do sức ép từ Trung Quốc. Và chúng ta cũng biết rằng năm 2016 Philippines thắng Trung Quốc trong vụ kiện ra tòa trọng tài quốc tế liên quan các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Nhưng Trung Quốc sau đó vẫn tiếp tục các vụ gây hấn với Philippines trên Biển Đông bất chấp các phán quyết của tòa. Ý kiến về bãi tư chính và luật quốc tế. Thực ra tôi cho rằng Việt Nam có thể làm tốt hơn, nhưng Trung Quốc quá tinh vi, họ tạo ra một căng thẳng ở mức độ thấp, không có xịt vòi rồng hay xua đuổi tàu Việt Nam, nên khó cho Việt Nam đẩy sự việc lên mức độ cao hơn. Tương lai gần thì Trung Quốc chưa dám mang giàn khoan vào bãi tư chính ngay, nhưng tương lai xa thì tôi khá bi quan về tình hình Biển Đông, vì Trung Quốc hiện như thách thức tất cả với một lực lượng quá mạnh, trong khi Mỹ, cường quốc có ảnh hưởng nhất lúc này trong vấn đề Biển Đông, thì Tổng thống Donald Trump lại đang hướng tới các vấn đề khác, trong đó có cuộc bầu cử Mỹ 2020 đang tiến gần. Vâng, để liên tục với các bản tin sự bành trướng của Bắc Kinh thì một lần nữa, Trương Vũ Anh Bình mến mời quý cô chú bác anh chị qua trang kênh ABC News để nghe dân biểu Úc Châu nói về cái sự bành trướng của Bắc Kinh tại khu vực Biển Đông. Xin mời quý vị. Theo nguồn từ ABC News, sự bành trướng của Trung Cộng ở Biển Đông, dân biểu liên bang đảng tự do của Úc Châu, ông Andrew Hastie đã tuyên bố nếu chúng ta coi thường sự bành trướng của Trung Cộng tại Biển Đông, thì cũng tương tự như coi thường của nước Pháp đối với sự tiến bước của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Cũng nên cần được biết, dân biểu Andrew Hastie cũng là chủ tịch của Ủy ban về tình báo và an ninh của Quốc hội Úc. Trong khi đó, trong dịp đến thăm Sydney vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo đã nói rõ điều đó khi ông nói rằng thế giới đã ngủ quên lúc đang cầm cái chuông báo động. Vâng, thưa quý cô chú bác anh chị, bản tin hôm nay đến đây là hết. Và trước khi tay thì một lần nữa Trương Vũ Anh Bình mến mời quý cô chú bác anh chị đến với cái clip giải trí của những cựu thiện nguyện viên từ Văn phòng Công lý và Hòa bình. Đây là những buổi sinh hoạt thường nhật thôi mà chúng tôi luôn quay quần bên nhau khi có dịp gặp gỡ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai nếu chúng ta có duyên. Hiện tại nhà tôi có một con vịt tiêm thiệt bự và hiện giờ anh và làng đang rửa bằng rượu cho nó bớt hôi lông và tanh. Con vịt cỡ tầm 7kg chứ nhiêu đâu. Đấy, thấy con vịt chưa? Cái đầu con vịt nó bự. Hai anh Mạnh đang xử lý măng cô nấu 3 lần nước và 3 lần nước sạch để chuẩn bị vào khâu xét. Rồi, xong đoạn sẽ măng nè. Bây giờ xé này, xé 1 tiếng, 1 tiếng hộm được như đây nè, xé sạch sẽ. Những chút bỏ vô nấu. Măng này là măng tre. Xé sạch sẽ, xả nước được 3 lần, xả nước sạch sẽ. Một con vịt
Đây, khâu bỏ vịt vào nè. Một con vịt vào nồi. Chuẩn bị nấu hầm cho nó mềm. Để khâu đổ măng vào với vịt nè. Đó, măng quá thì măng luôn nguyên nồi luôn. Đó, khâu đổ măng vào đây, măng đổ cho con vịt ra đây. Đó, một con vịt mà măng đây. Đó, măng luôn, măng làm sạch sẽ, ba nước đàng hoàng. Vịt cũng làm sạch sẽ. Dạ, nãy giờ bấm điện thoại không nè, giờ đâu giờ bọn người ta làm sạch sẽ thì dạ vô nêm nè. Dạ khó ưa. Bia đúng không? Nhà tôi được cái á, đàn bà con gái á, thì toàn là há đi làm đẹp không à. Vô xạo 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 cái còn không được rửa. Chứ thằng con trai á, à, tối nay nấu nướng cho mấy đàn bà không, nhà tôi là vậy đó. Đó, đây nè đó, đó một thằng già này đó, một ông già này đó. Nó bỏ tủ lạnh này đó, già làng than bỏ tủ lạnh nè. Thấy than bỏ tủ lạnh đâu, than đá bỏ tủ lạnh này đó, thấy chưa đó. Nhà tôi đó, thấy không, nhà tôi là vậy không đó. Nếu là già, nếu là trẻ thì là, toàn là đi đi làm đẹp, móng tay móng chân gội đào. Rồi sao già làng ngồi phải làm mấy bếp rồi nấu nướng này đó. Tao chuẩn bị trộn bún nè. Già, già quyện nè đó. Già quyện chuẩn bị trộn miếng chứ quên. Miếng. Là miếng này. Trộn miếng xong rồi vô trong miệng luôn. Già nhà tôi ha đang già quyện. Già quyện đang chuẩn bị xem gì nó chín chưa. Cái nồi này bụng đó. Đẹp không? Ngon không? Nhìn ngon không? Chắc không? À, hiểu không? Đây là trứng gà ta nè, đây là gà ta trên rừng để đẻ nè. Gà nuôi trên rừng đẻ, gà ta nuôi trên rừng nó mới chịu. Đó. Gà ta của nhà ở trên làng của nhà làng gửi xuống. Gửi về đây để ăn bún ăn vịt xong rồi đầu cái ăn tráng miệng bằng trứng trứng cà xoa. Vịt chín rồi. Con vịt chín rồi, bây giờ giá con vịt ra, con vịt 7 kg. Đó, vịt 7 kg nè. Ngọc Linh hả? Cái gì? Đó là Linh Ngọc Diệu. Nhưng mà cái khâu là khâu danh chặn vịt ra nè đó, chuẩn bị là chuẩn bị là vô xử vịt luôn nè đó. Chào quyện chặn vịt rồi đó, vịt bự anh, vịt 7 kg, vịt 7 kg. Chặn vịt, nhìn đau đớn vịt kìa, vịt thì thành nát bấy vịt của ta luôn. Mẹ tôi nè, đến đây nhắm có miếng nào vừa vừa không, mẹ tôi bóc này đó, thấy không đó. Mẹ tôi làm xong rồi mẹ tôi tới chơi mới đi gọi đầu làm đẹp xong, mẹ tôi tới bóc thịt mẹ tôi ăn. Ê, thêm còn miếng nào vừa ăn không? Miếng vừa ăn đó, thịt vịt đó. Mẹ tôi ăn dụng. Ăn dứt mặt đi mà ăn dụng đó. Lại một con vịt nó sẽ hai cái cánh để 11, 2, 3, 4. Sao đá đừng vịt nó ẩm. Đuổi cho mẹ, đuổi cho mẹ em thanh vậy là làm thiếu cái miếng nào thanh phải tự chặt nó vô nha. Cá mẹ gần xong rồi nè. Đó, món của già làng. Món thứ hai sau món bún măng vịt là sẽ món cá nấu mẹ, ôm mẹ. Xong. Đó, mọi người thấy ngon không? Đó, ngon không? Ngon quá trời ngon luôn, tuyệt vời như mặt trời luôn. Cái nó ngủ làm mặt mà nhà tôi á thì mới nói không biết được rửa, con trai á nấu nướng ăn không mà còn biết nhỏ gái tạo dáng á, tạo dáng tạo hình được không? Tan tèn, vịt và cá đã xong, rau cũng xong, rồi tan đó, xong hết luôn. Giờ chỉ cần múc nước bún nước lèo lên nữa là bỏ miếng vô lăn là ok, bá cháy tuyệt vời luôn. Vịt nè đó, cá âm nè. Hả, sớm giờ thấy nó nấu đâu, nghe dọn anh bàn là nó ngồi đầu tiên rồi đó, đó thấy chưa, nói với bà mẹ tôi là ngồi đầu tiên luôn rồi đó, thấy chưa, hai mẹ con là ngồi đầu tiên. Tâm hồn ăn uống. Con này nó ham ăn lắm nè, chưa hết nó ăn rồi nè. Thấy không, có ăn không mà nấu xong rồi không có nấu với mấy ai mà thấy. Gia đình nhà đình này là ăn lại quá trời người ăn luôn đó, cho ăn quyên mâm luôn.